Hello, chào các bạn. Chúc các bạn một ngày cuối tuần thật là vui vẻ. Vâng, hôm nay tôi sẽ review cho các bạn một con Flycam, một con Quad Racing 5 inch. Vâng, đây là một cái clip demo tôi bay thử, quay cảnh trailer cất cánh và hạ cánh ở quận 2 cho các bạn xem. Đó, cận cảnh nó đẹp tuyệt vời như thế nào. Vâng, đây chính là em nó. Vâng, nếu như các bạn là một người newbie mới đến với cái môn thể thao lái máy bay này, lái quạt racing này, thì đây chính là cái video để cho các bạn cảm nhận và nhập môn để chơi môn này. Khi mà các bạn đã cầm nhân tay một cái con quạt racing 5 inch to như thế này, thì tôi dám chắc với các bạn rằng là các bạn đã biết bay. Còn nếu như các bạn chưa biết bay, đó, các bạn còn đang chơi những cái con nhỏ như thế này, tiny, những con có vòng bảo vệ 2 inch, thì cũng không sao cả. Tại vì đỉnh cao của bộ môn quạt racing này là quạt 5 inch. Vâng, sau 7 tháng tìm hiểu, chơi và tập luyện, thì ngày hôm nay tôi đã quyết định quay trở lại với con quạt racing 5 inch. Tại sao tôi lại phải nhấn mạnh cái từ 5 inch như vậy? Đấy, nói để các bạn hiểu rõ rằng đây không phải rằng là một con Leica mà một con quad trần trụi. Đấy, các bạn nhìn xem, trần trụi, cho nên rằng là nó rất là nguy hiểm. Ok, và tôi đã đặt mua cái con quad racing này ở trên Banggood với giá là, đây các bạn xem ở trên màn hình, giá của nó là $196. Vâng, đặt hàng khoảng độ 12 tới 15 ngày, hàng về Việt Nam, giao hàng tận nơi. Đây là có ship COD, cho nên các bạn yên tâm. Đây là cái video tôi mở hộp sau khi đặt trên Banggood khoảng độ 12 14 ngày thì tôi đã nhận món hàng và tôi mở hộp các bạn xem. Thì video này muốn nói lên điều gì? Nhiều bạn tôi đi chơi, nhiều bạn thấy cái con quạt trần trụi như này và hỏi tôi một câu là mấy con này là chế, độ hay là dùng cái từ lắp ráp hay build. Vâng, cũng đúng, rất đúng. Tuy nhiên, chính xác hơn thì con này có tên là của hãng iFly. Tên của nó là Natgun 5. Natgun 5, vâng. Con này được hãng iFly lắp nguyên con đấy các bạn. Đấy, tôi nhấn mạnh để các bạn mới nhập môn hiểu rằng con này là được lắp nguyên con, mở hộp. Đấy, mua về là mở hộp ra là nguyên con luôn, mình không phải độ chế gì hết, không phải ra chợ Nhật Tảo mua hay là mua linh kiện về lắp ráp, mà con này là nhập nguyên con về, chỉ việc mua thêm pin. Vâng, pin đây, kết nối với tay cầm. Tay cầm căn bản là tay cầm X7. Vâng, giá của tay cầm này là 2,5 triệu các bạn, trong khoảng đó dao động tùy từng thời điểm. Thì các bạn hỏi tôi giá tay cầm thì nó cũng nhiều loại lắm ạ. Giá nó sẽ dao động trong khoảng từ 1 triệu cho tới 2, 3, 4, 5, thậm chí là 12 triệu cho một cái tay cầm, thì tùy theo túi tiền của mình. Đấy. Và để chơi môn này các bạn cần phải mua thêm một cái kính như này nữa. Đấy, kính này gọi là kính FPV. Đấy, bộ anten này là 1,5 triệu và kính FPV này của tôi là hiệu là cái gì quên rồi, Skyzone, tôi mua giá 2,6,2 triệu các bạn. Và để kính thì nhiều bạn hỏi giá tiền, thì câu trả lời rằng là kính cũng rất nhiều loại, giá dao động trong khoảng từ 1 tới 16 triệu, thì tùy theo túi tiền của các bạn. Đấy, các bạn sẽ mua cho mình một cái kính phù hợp từ 1 tới 16 triệu các bạn, tùy.
Vâng, mở hộp ra là nó sẵn như này rồi, mình chỉ biết lắp cánh là thôi, lắp pin vào, kết nối tay cầm là bay không, rất là dễ dàng. Và mình tin tưởng vào hãng, họ build, họ làm sẵn cho mình, cho nên không cần phải độ chế gì cả. Tuy nhiên, sau khi các bạn chơi những con lắp sẵn như thế này một thời gian thì các bạn sẽ thấy được những cái khuyết điểm của nó, và cái trình của bạn cũng được tăng lên. Khi đó thì cái chuyện của mình thay đổi motor, thay đổi mạch, thay đổi FC, thay đổi tháp 3 tầng camera hay là các cái là do trình của bạn nâng lên và bạn cần phải được cải thiện đó, để đạt được một cái mức độ tối ưu hay nhất, thì cái đó là chuyện sau này. Còn của ngày hôm nay là các bạn chỉ cần lên Banggood, đặt hàng, mua về, mở hộp, kết nối tay cầm là bay. Đây là cái video tôi đang kết nối tay cầm, thì thuật ngữ chuyên môn nó gọi là build, nó gọi là binh. Đó, mình mất bên đây, mình nhấn nút, mình chờ mấy giây gì đó, mình kết nối với cái tay cầm của mình, thì hai bên sẽ bắt tay với nhau, và sau đó mình có thể bay thôi. Đây, sau khi tôi mở hộp xong thì tôi đã binh thử và đem ra ngoài test thử ngay. Các bạn lưu ý rằng là rất nguy hiểm nhá, mình cần thực hiện động tác này ở những nơi vắng người và không vật cản, tại vì cái cánh của con này rất là nguy hiểm, nó không phải như Blycam đâu các bạn, chém là kinh hồn. Mavic 1, Mavic 2, Phantom không có cửa gì so với lại con này về cái lực của motor, cái lực chém của nó, cho nên các bạn cần phải cẩn thận. Vâng, đây là cái clip tôi bay thử ở ngoài quận 2 cho các bạn xem. Thì để nói rõ thêm, Blycam hay quạt thì người chơi sẽ có hai đối tượng. Một là mua về để bay chơi, bay nghịch, giải trí chơi giống như mình lái xe mô hình rồi đó. Và dạng thứ hai là khi các bạn thuần thục rồi thì các bạn sẽ quay phim ở trên này. Đấy, thì cái con này nó có cái camera FPV ở đây. Đây, camera nhỏ này các bạn. Là cái camera này tốc độ truyền hình ảnh của nó rất là cao và không có độ trễ. Nó truyền về kính cho mình để mình quan sát và mình bay sao cho nó chính xác, né vật cản và đúng thời điểm. Cho nên chất lượng của nó cần nhanh. Cho nên là các bạn sẽ nhận được một cái video truyền về kính mình với chất lượng video là chỉ có 24 hoặc 30 frame giây, và khung hình của nó là 640x480 thôi, và nó còn bị nhiễu sọc. Nhiễu như thế nào? Các bạn xem video đây. Đấy, cái video mà kính ấy, là nó nhiễu như thế này, sọc này, đủ để cho mình thấy đường bay thôi các bạn. Đó là công nghệ FPV. Đó, mới chỉ dừng ở tại đó thôi. Còn nếu các bạn muốn tốt hơn thì các bạn sẽ xem những video tiếp sau của tôi, sẽ nói về những cái dòng của kính của DJI. Chất lượng video của con này thì đây là một con size lớn, to, cho nên chất lượng của nó là lệ thuộc vào con GoPro này các bạn. Vâng, đây các bạn nhìn đấy. Mình sẽ lắp GoPro ở đây. Tùy theo túi tiền của mình sẽ xài GoPro 4, GoPro 5, GoPro 6, GoPro 7, thậm chí là sau này đang sắp có GoPro 8. Thì chất lượng video sẽ được quyết định bởi con GoPro này. Và chất lượng GoPro thì bạn khỏi phải bàn rồi. Cho nên muốn quay chuyên nghiệp, muốn nhận show, muốn quay kiếm tiền thì các bạn cần gắn GoPro. Tùy theo từng model, tùy theo khả năng của mình đó. Nếu mà GoPro 7, GoPro 8 hay GoPro Smooth nữa thì rất là đẹp. Đây là những cái clip video mà các bạn xem là được quay bởi con GoPro 5 Session. Đấy, vậy là nãy giờ tôi nói các bạn hình dung rồi đúng không? Rất dễ. Cam một con này không quay phim chụp hình được, chỉ để bay thôi. Quay video là do GoPro quyết định. Chất lượng của GoPro sẽ trả kết quả cho mình vào trong thẻ nhớ này. Đấy, còn con này là mình chỉ bay thôi. Khi mà đã đạt được cái đỉnh cao mà chơi con 50 này rồi á, thì nhiều người ra đường nhìn thấy tôi chơi này rất là thích thú. Tại vì mình chơi với con nhỏ này á, cái người không biết gì á, hoặc là những người mà chuyển từ cái môn Flycam qua, thì họ thấy cái con nhỏ như này này có vẻ như là họ coi thường. Tại vì họ bay những con Mavic 1, Mavic 2, Phantom nó to quen rồi. Cho nên là phải cỡ này thì họ mới cảm thấy hài lòng và cảm thấy chấp nhận được, cảm thấy thích phục. Tuy nhiên, bay dễ hay khó, đó là câu hỏi mà rất nhiều người bạn hỏi, là bay dễ hay khó.
Ngay bây giờ tôi sẽ hướng dẫn sơ lược cho các bạn xem, cho các bạn nghe những người mới bay từ Lycam qua đây chơi thì bay con này như thế nào. Nó có hai chế độ bay, một chế độ bay angle là chế độ bay cân bằng, nó tự giữ cân bằng, không có nghiêng ngả, không có lật được, là gần giống như Lycam. Tôi nói gần giống chứ không phải là giống. Đấy. Còn khi đã chơi cái 5 binh này rồi thì không ai bay angle cả. Hay nói chính xác hơn, khi đã chuyển qua chơi bộ môn quad racing này, đua nhào lộn như này, thì hầu hết 100 người thì 99 người là sẽ bay chế độ bay acro. Chế độ bay acro là một chế độ bay không cân bằng. Và các bạn cần một học một khái niệm mới hoàn toàn, đó chính là cần ga, khác với Lycam. Lycam không có khái niệm cần ga, còn đây cần bên trái này là cần ga. Đây là vị trí bằng 0 và đây là vị trí 100%. Và mình nhịp ga thì tốc độ vòng tua motor sẽ đạt lên tới đỉnh điểm. Và đây là cần ga, rồ ga giống như xe máy đó, rồ ga. Đó, thì khi mình rồ ga thì cái máy bay của mình sẽ nâng lên. Đó. Máy bay sẽ được 4 cái quạt thổi xuống dưới và nâng cái bay lên độ cao. Và khi mình muốn bay tới thì cái cần bên phải này mình đẩy tới. Mình đẩy tới thì máy bay nó sẽ chúi xuống, nó đang bình thường như thế này. Nó sẽ chúi xuống. Đấy, bình thường này, nó nghiêng xuống. Và mình kéo cần này ngược về đằng sau thì máy bay nó sẽ ngửa lên. Đấy. Thì nguyên tắc để mà bay được thì các bạn biết rằng là khi mà mình nâng máy bay lên nó chỉ nằm ngang thôi. Mình nâng ga càng mạnh thì nó sẽ vút lên trời cao thôi, là sẽ thay đổi độ cao. Tuy nhiên nó vẫn chưa bay. Muốn bay được bạn cần phải để máy bay nghiêng thế này. Nghiêng càng nhiều thì lực đẩy 50% nó sẽ dội xuống dưới đất và 50% thổi ra đằng sau và đưa máy bay tới. Đấy. Và khi mình để như thế này thì nó sẽ bay lùi và tương tự cho bên trái và bên phải. Như vậy không cân bằng là gì? Các bạn phải tự giữ thăng bằng cho máy bay của mình. Nó không có tự giữ thăng bằng mà nó nghiêng. Thì khi mình đẩy cái cần ở bên trái, cái cần phải này nghiêng thì máy bay nó sẽ nghiêng này và nó nằm im như vậy luôn. Nó không tự động trả lại. Còn đối với Lycam, khi các bạn bẻ cần bên trái nghiêng qua thì máy bay nghiêng và bị bỏ tay thì nó ngay trở lại. Bẻ phải, bỏ cần ra, nó ngay trở lại. Cắm đầu xuống, buông ra, nó ngay trở lại. Tuy nhiên, đối với quạt racing, bay chế độ bay acro, full điều khiển, không cân bằng, thì khi mình bẻ cần nghiêng, máy bay sẽ nghiêng luôn. Nghiêng luôn cho dù bạn có bỏ tay ra. Hoặc mình cắm đầu xuống, máy bay sẽ cắm đầu xuống và cứ thế nó bay tới, cho dù bạn bỏ tay ra. Đấy, đó là chế độ không cân bằng, mình phải tự giữ nghiêng. Và khi nào nó nhận được cái lệnh mới, mình bẻ qua, rồi mình gạt cần bẻ lại thì nó mới ngay trở lại. Bẻ qua, bẻ lại thì nó mới ngay trở lại. Tức là cái tay điều khiển của mình ở đây. Mình bẻ bên nào, máy bay nghiêng bên đó. Buông tay ra, máy bay vẫn nghiêng. Trừ khi bạn tác động cho nó một lực, một tín hiệu thì nó mới sẽ cân bằng lại. Đấy. Như vậy là khi bay, đối với những người mới biết bay acro thì nó sẽ như thế này các bạn. Lắc, giống như mình đi xe đạp hay đi xe máy mới tập đi ấy. Lắc, nó hơi nghiêng như vậy. Còn khi các bạn lái ô tô cũng vậy, nó cứ lắc này, quẹo qua quẹo lại. Thì khi đi giỏi rồi, bay giỏi rồi thì lúc đó cái đường bay của mình nó sẽ mượt, thì mình sẽ quen thôi. Đấy, đó là acro như thế. Cho nên nếu các bạn mà nghiêng như thế này, tức là cắm đầu xuống ấy, là nó sẽ vừa bay tới vừa cắm đầu xuống đất. Cho nên để tránh trường hợp đó, mình phải tiếp ga lên để duy trì độ cao, nâng độ cao lên tương ứng với độ nghiêng của máy bay. Đấy, các bạn hiểu ý tôi nói không? Lúc trước mình chơi Lycam á, mình đẩy cần bên phải lên là máy bay sẽ lao tới. Còn bay acro này, đẩy cần bên phải, máy bay chưa lao tới đâu các bạn. Nó mới nghiêng xuống thế này thôi. Và nó lao tới rất là yếu và nó sẽ lao xéo xuống đường 45 độ và sẽ đâm xuống đất. Cho nên để muốn nó bay tới, mình phải ấn một lúc hai cần. Đó, mình phải hai cần. Đẩy cần này lên để máy bay nghiêng xuống, cắm đầu xuống để có lực để lao tới và tiếp ga. Như vậy là để bay tới mình phải dùng hai tay một lúc. Đó, đẩy hai cần một lúc thì máy bay bay tới. Tương tự cho rẽ trái. Thường lâu nay mình rẽ trái mình chỉ việc xoay đầu máy bay thì
Lycam thì nó sẽ xoay đầu qua. Còn bây giờ nếu mình chỉ xoay đầu không thì nó chưa được, mình phải là hai cần. Tức là muốn rẽ trái phải hai cần một lúc, rẽ phải hai cần một lúc. Đấy, và bay tới cũng hai cần một lúc. Và cần này nhiều hay ít, cần này nhiều hay ít là do cái đường bay của mình cần như thế nào. Khi các bạn bay rồi, các bạn sẽ hình dung được rằng là cần này bao nhiêu và cần này bao nhiêu phần trăm. Đấy. Thì để bay angle giống hoặc là giống như Leica thì các bạn không cần phải tập bay sim, bay giả lập ở trên máy tính. Nhưng đối với những con quạt to như thế này và sự nguy hiểm như thế này và bay chế độ không cân bằng thì bắt buộc các bạn phải, theo tôi nghĩ các bạn, theo tôi nghĩ các bạn nên tập sim trước, bay giả lập luôn, cài app phần mềm trên máy tính để tập. Đấy. Còn nếu như các bạn nói thì tập sim thì nghe các bạn nghe có vẻ dễ, nhưng để mà bay được cái giả lập đó trên một cái máy tính mà cho nó mượt mà, cho nó thật với cái tay cầm của mình ấy, thì xin thưa các bạn rằng là máy tính phải cũng khá mạnh, các đồ họa phải đắt tiền thì mới có thể bay được, chứ không phải máy tính nào cũng bay được. Và nhiều bạn học sinh sinh viên ở tỉnh lên ở ký túc xá ở nhà trọ làm gì có máy tính, mà máy tính ở đâu ra mấy chục triệu. Cho nên mà muốn chơi cái này thì buộc lòng các bạn phải để tập bay nhạc rô từ những con nhỏ như thế này, tập nghiêng ngả lườn lách. Đấy. Đấy, các bạn xem cái clip mà tôi bay ở dưới gầm của những cái bồn nước ở trên chung cư này. Đấy, bay như vậy mình tập bay nhạc rô thì mình không cần tập giả lập. Còn nếu như mình có điều kiện tập giả lập thì mình không cần phải trải qua những con nhỏ lắm, mình chơi luôn con lớn như thế này. Ok, kết thúc cái bài review của con Natgul 5-inch này ngày hôm nay thì tóm tắt nội dung lại là tôi muốn truyền tải đến các bạn rằng là những cái con thế này bây giờ hãng Applied đã bán sẵn ở trên Banggood, nguyên con nguyên hộp mua về xài ngay, cho nên các bạn không cần phải bận tâm lo lắng gì nhiều. Cái thứ hai là phải mua tay cầm và kính, chuyện đó chuyện hiển nhiên, tại vì mình sẽ có nhiều con mà, đâu phải là mình có một con đâu, cho nên tất cả những con này đều xài chung kính và tay cầm. Chất lượng video là do Goro quyết định các bạn, cho nên không hỏi rằng con này quay đẹp quay xấu quay nhiều ấy, còn Goro như thế nào thì các bạn tìm hiểu về Goro sau. Ok, nếu các bạn cảm thấy thú vị video hãy đăng ký kênh YouTube Đoàn Hồng Gia để đón xem những video tiếp theo. Còn nếu các bạn cảm thấy bộ môn FPV này đầy hứng thú, đầy trải nghiệm, đem lại cho mình cái cảm giác lái, cảm giác bay đó, thì hãy vào Banggood đặt mua cho mình một con Quad Racing 5-inch hoặc có thể nhỏ hơn đó, và kiếm một nơi trống trải để mình cùng tập bay. Vâng, cái cảm giác bay nó phải nói là như là bay quá. Rất là phê, rất là đã. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn vào video clip lần sau. Yeah.